Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Top 10 tháng cover. Đây là bản xếp hạng dành riêng cho những bản cover cực hay, cực độc, cực lạ sẽ được phát vào lúc 18 giờ thứ bảy hàng tuần trên dàn.vn. Và tôi VJ Đoàn Nguyễn sẽ cùng đồng hành với các bạn để tìm ra những chiến binh cover xứng đáng giành ngôi vị quán quân trong Top 10 tháng cover. Chuyến tàu tốc hành mang số hiệu số 8. Tại sao số 8? Là tại vì tuần này là tuần thứ 8, đang tăng tốc với những cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Ở toa tàu thứ 10, See You Again lại lần nữa chạm đáy bảng xếp hạng. Đây là tín hiệu nguy hiểm cho cô nàng Vicky Nhung khi See You Again dù được đầu tư hoành tráng, nhưng dường như đã đuối sức để cạnh tranh với những chiến binh khác rồi. Thoát khỏi vị trí nguy hiểm khi chiếm được toa tàu thứ 9 là bản cover Âm Thầm Bên Em. Xem ra sau những biến động ở tuần trước thì dường như bản cover đang phải hứng chịu lời nguyền và liên tiếp xếp hạng thê thảm. Vượt lên hai cựu quán quân See You Again và Âm Thầm Bên Em của bản xếp hạng là bản cover Yêu Không Nghỉ Phép của cô nàng Min God. Không biết bản cover còn lại của Min God sẽ có vị trí như thế nào đây ta? Tiếp tục khám phá ở toa tàu thứ 7, cô nàng Chuột Thổ Cẩm cũng không thoát khỏi lời nguyền xếp hạng khi bản mashup Yêu của cô nàng vẫn chưa thể lặp lại thành tích quán quân trước đó. Và ngay cả bản cover quán quân của tuần trước của Lan Hương, bản mashup Một Nhà, thì tuần này đã để vụt mất quyền trưởng của mình vào tay một chiến binh khác và ngậm ngùi ở toa tàu thứ 6. Bản cover Boom version acoustic của nhóm KDS đã nhanh chóng nhảy vọt lên toa tàu thứ 5. Và chuyến tàu tốc hành số 8 sẽ phải tạm dừng ở nhà ga số 4 để ghé thăm cô nàng Yến Tattoo với bản cover Quay Lưng. Càng tiến tới những vị trí cao của bảng xếp hạng lại càng khó đoán, những đối thủ còn lại ngang tài ngang sức như nhau. Ba bản cover cạnh tranh quyết liệt đó chính là Chưa Bao Giờ của cô nàng Min God, bản mashup Nơi Anh Không Thuộc Về của cô nàng Chuột Hổ Cẩm và MV đẹp lung linh Âm Thầm Bên Em của cô nàng Suni Hạ Linh. Ba cô nàng này quả thật là kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như tuyệt chiêu hát tiếng Nhật của cô nàng Min God vẫn còn công hiệu thì ở cô nàng Chuột Thổ Cẩm lại được sự hỗ trợ đắc lực từ anh chàng đẹp trai Matt King Kong. Nhưng với một tân binh như là Suni Hạ Linh, cô nàng này vẫn không hề thua kém đâu nha. Một chất giọng cao vút nè, một MV đẹp hút hồn nè, chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm lắm đó. Bởi vậy cho nên Don rất là khó khăn để tìm ra ngôi vị quán quân. Không biết sự lựa chọn của khán giả sẽ như thế nào, hãy cùng Don khám phá nha. Wow, như vậy là gương mặt mới của bảng xếp hạng, cô nàng Suni Hạ Linh đã giành ngôi vị quán quân với bản cover Âm Thầm Bên Em. Wow, bản cover này không hề âm thầm một chút nào đâu, mà trái ngược lại còn vô cùng thiện chí khi vượt qua được sự đe dọa của các đối thủ đáng gờm còn lại để dẫn đầu chuyến tàu tốc hành số 8. Min God ơi, dù đã có cách thể hiện mới hơn cho MV cover của mình, nhưng Chưa Bao Giờ vẫn là Chưa Bao Giờ đủ sức để chiếm lĩnh ngôi vị cao nhất, tạm yên ở vị trí toa tàu Á Quân. Trong khi đó thì Chuột Thổ Cẩm chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3. À, bây giờ đặc biệt nha. Hãy cùng Don làm quen với Suni Hạ Linh để khám phá những tuyệt chiêu cover của cô nàng xinh đẹp này nhé. Xin chào khán giả của Yen News, mình là Suni Hạ Linh. Và lần này khi mà bản cover Âm Thầm Bên Em của Suni nhận được sự ủng hộ rất là to lớn của mọi người thì Suni cảm thấy vô cùng vui và bất ngờ nữa. Thực ra cái bản cover Âm Thầm Bên Em cũng chỉ là một cái gì rất là ngẫu nhiên thôi. Suni chỉ thấy thích và muốn làm một bản cover nho nhỏ, coi như là vừa cho bản thân mà muốn tặng khán giả thôi, chứ không phải là cái chính mà Suni đang làm. Sau cái bản cover Âm Thầm Bên Em thì có lẽ là nhận được rất là nhiều lời yêu cầu thực hiện một bản cover khác, thì Suni cũng đang suy nghĩ chắc là sắp tới sẽ ra thêm một bản cover nữa, và sau đó thì sẽ là những sản phẩm riêng của Suni. Các bạn hãy đón xem MV Âm Thầm Bên Em của Suni trên Top 10 Thánh Cover yan.vn. Bye bye. Y
Yeah, vậy là chuyến tàu tốc hành số 8 đã đến giờ khởi hành rồi. Đoàn tiếp tục lên tàu để tìm kiếm những bản cover hay mới nhất giới thiệu với tất cả các bạn. Các bạn cũng đừng quên nha, các bạn nào mà muốn trở thành thánh cover nè, hoặc là biết những clip cover hay, độc đáo, mới lạ, hãy nhanh tay gửi về cho Don cũng như gửi về cho chương trình ở địa chỉ top10thanhcover@yahoo.vn. Và đừng quên, độ phân giải ít nhất phải là 480 đó nha. Và các bạn cũng đừng quên truy cập vào yahoo.vn vào lúc 18 giờ thứ bảy hàng tuần để cùng xem và bình chọn cho những clip cover mà mình yêu thích nhất. Còn bây giờ, Don xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một tuần thiệt là vui vẻ.